Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. LiveArc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Ren. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nick của bạn này chịu nha, không biết đọc tên gì luôn. Tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền. Ok, nick của bạn này thì lên tàu được 905 ngày, lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 12 tháng 8 năm 2020. 905 ngày, vậy là bạn này chơi được khá là lâu rồi. Và nạp đến lock 9 luôn, 92.195 pha lê. 92 chia 3 là bao nhiêu? Là 30 củ. Đúng không? 30 x 3 là 9. 30 triệu mọi người ạ. Ồ, 900 ngày, 30 triệu. Vậy nick này sẽ khá là ngon đây. Rồi nó lang quá. Ok, ở đây thì bạn ấy còn thiếu một số nhân vật như kiểu là bạn ấy chưa có Aponia, Vinfine, Mobius và Nick. Ở đây thì bạn ấy thiếu 2 Vacura DPS điện. Nếu như bạn ấy có hơi chụp Thunder thì chắc là cũng... À không, nếu thế thì bạn ấy vẫn có một boss bị debuff. Nói chung là trong 3 nhân vật, nếu như kiểu là bạn ấy chưa có Aponia, chưa có Mobius, bạn ấy có hơi chụp Thunder thì bạn ấy vẫn có một con, một loại boss bạn ấy bị... Ủa, nhiều hơn cho Thunder là hệ dị năng. Vậy là boss sinh vật, đúng không? Ở đúng rồi, có boss sinh vật thì là không đánh được. Boss sinh vật chịu sát thương điện. Boss sinh vật chịu sát thương điện thì cầm mô biết. Nhưng bạn này thì không có. Ok. Ok, chúng ta sẽ sâu từ kia này trở đi. Đầu tiên thì là hư trường tư vôi. Hư trường tư vôi của bạn này thì có cây khóa hư vô và không có đồ mọi người ạ. Ở đây bạn ấy phun chất xin hoa rồi, nhưng mà cái cây chiến thì bạn ấy chưa có nâng. Bạn ấy không có nâng, không nâng thì cũng ok, không có vấn đề gì cả. Đây bạn ấy có cây chỉ có dùng để level 65 với lại phun chất Murata Himiko. Mắm lửa của bạn này thì phun gear rồi và Kira DPS lửa rất là mạnh luôn. Tuần vừa rồi thì chúng ta vừa đánh boss Benaret lửa xong. Chúng ta có cả Benaret lửa này, có cả Benaret băng luôn. Đây là hơi chiêu Thunder, đây thì bạn ấy có cây lấy mức đăng SS2. Có cây thất lôi Narukami với lại phun chất Hender rồi. Và bạn ấy vẫn không quên là tậu bộ skin. Wow, full skin luôn. Có cả mua xuân và mua về bỏ xuân với Hotter Stock. Rất là đẹp luôn. Mình thấy bộ skin này vừa rẻ, vừa rẻ vừa đẹp mọi người ạ. Vừa rẻ vừa đẹp luôn. SS2 để chắc chắn là mạnh rồi. SS2 mà còn chê yếu lại bị chửi vỡ mồm chết giờ. Ok, đây là Hotter Prison. Adrian Epstar này full set Willow luôn. Với lại bạn ấy cũng ở mức rank SS2 luôn. Tấn công 1539. SS2, Hurtful Thunder, SS2, Hurtful Vision, SS2, Hurtful Flamesend, Full Gear. Đấy, rồi ôi, người ta well, người ta làm gì cũng đúng. Đây là Bronya Hurtful Just, này bạn ấy có cây chấn với lại Full Set Bronya luôn rồi. Full Gear, Support Điện, Băng. À đâu, Support Lửa Điện. Sorry. Full Gear khá là ngon, đây là Hasubuni. Hasubuni thì có bạn ấy có một cây Buni 19C. Và Full Set Genia rồi, Support Băng. Yamabuki Mộc Sừng, SSS rồi này. Mid Paganini. Chariot, SSS, đây là thử sinh ngân dược, bạn ấy có cả thử sinh ngân dược luôn. Kế hoạch cuối. Cái set vết thánh của Bologna rất là dễ bị, dễ lệch rết đấy mọi người. Nhưng bạn này thì lại có mỗi cái top không. Chắc là chủ đích của bạn này thì không có nuôi, nhưng mà kiểu... Kiểu thử sinh ngân dược nó cũng là một cái gì đấy, kiểu con ghẻ ấy mọi người. Thọt kinh khủng luôn. Himiko, chứ thật là Teresa, đây là SR, bạn ấy cầm cánh diều thân thờ, top mid thủy. À, vẫn chứ thủy kính rồi. Hoặc là cầm cây Hecate, SA support vật lý này, Saki Fire thì cũng cài lên 3S. Cây chấn level. Đây là chúng ta có một cây Akigot này. Cây này thì bạn ấy cũng có nâng được lên level 65 rồi, sắt vàng. Paladin 3S, chấn level 65 với lại full set Kafka. West. Trời ơi, 900 ngày, rất là nhiều Vokira full gear và cực kỳ là đầy đủ đồ nhá mọi người. Karo Pepper thì bạn ấy cũng có cày lên mức đăng SS với lại cây Di vào thành 11 level 65. Teresa Yamete Kiresai. Ok. Đây là hơi chơi xe tiền của bạn này thì có kết quả vô tổ với lại full sắp Broken Squirt. Rồi ok, full gear rồi. Vân Mạc Đan Tâm, S2 luôn. DC Comic với lại Top Mid Full Homer Grip. Full gear rồi, à ta full gear rồi. Đây, vẫn không quên là có thêm bộ skin. Trời ơi, skin đẹp quá mọi người ơi. Cả hiệu ứng nữa. Hiệu ứng rất là đẹp luôn. 9.600 pha lê, váy cưới các thứ.
FR trở lên vào 15 với lại đó là ngoài. Ủa sao nhỉ? Ok. FR của bạn này có đúng không? Ok, trở lên vào 15 với lại Phúc Sạc lên. Ờ, kiểu gì chả có. Trời ơi, well thế mà. Hơi chờ Thunder SS2, hơi chờ Reason SS2. Speed đã tôi ra thì cũng ở mức rank SS rồi. Acha này, Rana, các thứ tấn công 1511. Ui, ui, tấn công 1511 luôn. SS, vậy là chứng tỏ là chìa khóa thần của bạn này. Đây đủ rồi. Artemis thì giờ Sakura thì sao? Cái lên muốn nuôi kiểu thanh niên này, đầu tư vào những nhân vật gọi là dùng được thôi, kiểu on meta thì bạn ấy nuôi. Chị Emmaline thì bạn ấy làm giá treo điệu máu. Ok, bây giờ cũng có ai, có ai cầm mà chị Emmaline nữa đâu. Cele đầu tiên thì mình có bình ngạn sông sinh. Bình ngạn sông sinh S2 tấn công 1451 nha mọi người. Cửa bình ngạn kết nối Torbot Alan Poe full gear đúng không? Không à? Ủa? Ủa? Ồ. Bình ngạn sông sinh full gear rồi và bạn ấy có cả bộ skin mặc nhiễm kính hoa này. Trời ơi, skin đẹp vãi chưởng. Ok, tiếp theo là Durandal. Durandal thì Gloria có chấn luôn, thậm chí là top bot lên cả Mithalis. Điền cho là SS tấn công 1499 thông qua tinh sao nhân mã với lại full set SSP Attribute 1499 đây sinh vật 2323 ui 18 19 21 17 nice từ SS mà không lên được 1500 à. SS thì đá cực kỳ là mạnh luôn, đá Benares. Ui rồi ôi, mà thì có cả BKE SS luôn rồi, tấn công 1414 Hakuen bảy hoa top mid đen và bot Elysia quá chuẩn bài. SS luôn. SS mà không mạnh thì còn lấy cái gì mà mạnh nữa. Trời ơi, nó thồn nhá. Cả mấy cây thương này thông đít bot thì thôi rồi. Midnight Athena. Ok, bạn này thì không có BNK sân khấu. Ở mức rank không thôi nhưng mà cũng có cây, cũng khá là thơm khi mà ron được ra cây chấn. Được cái giản Luranda quá là đỉnh luôn. Đánh Benares. Trời đất ơi, điên Sura SS thì còn cái gì mà. Ấy chết bấm nhầm rồi. Ơ, yeah. Đây, Fizz của bạn này thì có cây điện vai ba nên với lại phun xe quang ngang gì. Fizz thì vẫn là một Valkyrie support điện, vẫn dùng được nhé. Đến bây giờ thì mình vẫn dùng được. Ở kia Eco với lại phun xe Elysia Pristine. Đây, đây là Elysia vật lý hoa của quả cứ thơ tình. Thì bạn này cũng có cài lên SSS rồi. Hoa của quả cứ thơ tình với lại phun xe Elysia S0 full gear, SSS full gear. Giản Elysia của bạn này thì quá là ngon luôn. Mobius thì rất thích là bạn ấy chưa có mở khóa. Ravien, Ravien thì có cái lên SSS, có cái Oscaring Wing với lại Full Set Oslock, Caron Pepper. Có đồ không? Có chấn rồi này. Ui. Trời ơi, tấn công 1318, Full Set Paganini luôn. Support vật lý. Phá giáp cực kỳ là mạnh. Caron Pepper thì có cây Night Oil với lại Full Set Pates rồi. Full Gear luôn. Quá nhiều bác kia là Full Gear. Nhiều vãi trưởng luôn. Support băng. Apunia thì chưa có mở khóa. Adian SSS, cây ôi giời ơi, Angel Paradise 65 dắt vàng, top bot Tiganir và mid. Ok. Bởi vì cái set Hender đấy thì mọi người cầm cho hơn Thunder rồi, cho nên là ADN sẽ phải cầm set khác và thích hợp nhất đó chính là set Tiganir. Đây là Elise, đây là Grisel trở lên vào 65 với lại full set Kazene. Đấy, nói chung là nick của bạn này thì không thiếu một, à có thiếu. Nhưng mà được cái là dàn support rank A của bạn này thì chẳng thiếu cái vẹo gì luôn. Đồ đạc cứ phải gọi là đầy up luôn. Chấn với lại full set thần chỗ kiếm. Đây, đây bài này cũng có cài lên mức rank S2 rồi. Lý tổ thường, support bang, ai trang thì là Vakira support lửa. AI để chấn level mắc tầm rồi với lại full set full gear. Hơ chờ ai trang. Ui, nice. Đấy, bạn này đầu tư vào dần support cực kỳ là đầy đủ luôn. Chắc chắn là cực kỳ là mạnh. Trợ chiến thì bạn này có Ron ở giáp phủ kỹ thư 2 sao, Duranda 2 sao và F Elysia 2 sao. Đó khó vũ khí. Không, vũ khí của bạn này thì có 5 này, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 cây dát vàng mọi người ạ. Trời ơi, thật là nhiều màu vàng. Xung quanh tôi rất nhiều vàng. Sẽ biết thấy như bạn này có một set full này, hai set Aichan, ba set Willow,
4 thần thợ quốc kiếm, 5 pristine, 6 kazene, 7 ender, 8 bát tết, 9 vana, 10 paganini, 11 aslot, 12 elysia, 13 himiko, 14 quang, 15 zigenia. Top mid boss 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 boss. What the hell? Trời ơi. Mệt vãi. Chầm kém. 15 này 16 17 18 Medret, 19 thủy kính, 20 đen, 21 leo, 22 23 24 25. Trời ơi, 25 26 á. Siren thăng hoa. 26 set full Jin Senta mid may bikini. 26 set nha mọi người. U là trời. Nhắm làm lại tao không? Tuần trước thì thị trường ký ức bản đấy xếp hạng 3,54%, Arana Artemis 31.680 điểm, Họa Đấu 47.000 và Ngụy Thần Auto 38.000. Bản này có PE nhưng mà rất tiếc là PE của bản này thì không có BNK. 3,54%. 3,54% cũng không có dưới 2% hả? Tính ra đích này khá là ngon đấy chứ. Đang ở vực sen đỏ 1.900 cúp, đường thứ 7 21.555 điểm và ô tô 21.522 điểm. Đường thứ 4 bản này cầm hỗ trợ trước làm DPS. Hơi mệt nha. Sắp tới cầm hơi trợ Finality với hơi trợ Origin thì ô tô thấy mẹ luôn. Ok. Tai nghe Bluetooth hơi trợ Human. Mô hình scale Phu Hua Vân Mạc Đan Tâm. Mô hình scale Elysia cực kỳ dễ thương. Hay còn có cả mô hình Chibi Lý Tố Thường vừa mới được ra mắt cùng Anniversary phiên bản 6.1. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Ok, mình quay trở lại với nick thứ hai đây. Nick này thì của bạn Kimono. Ok, cảm ơn bạn đã chúc mình đã để sâu cho mọi người cùng xem nhé. Nick của bạn này thì level 88 rồi. Và bạn này thì lên tàu được 490 ngày. Lần đầu tiên đưa nhập là vào ngày 10 tháng 11 năm 2019. 490 ngày, vậy là được gần 500 ngày. Vậy là cũng chơi game được hơn 1 năm rồi. Đâu để xem nào. Có nạp không? Bạn này thì có nạp 7.845 pha lê. Lại là 3, 2 củ hơn 2 triệu. Nói chung là 500 ngày. Nông dân không có nạp. À có nạp, người ta có nạp mà người ta không nạp. Người ta có nạp nhưng người ta nạp rất ít. Và chỗ đấy thì chắc là bạn này có nạp thẻ tháng hoặc là nạp BP vàng thôi. Không phải BP đỏ đâu. Ok, 500 mấy ngày thì cũng không quá là lâu. Nhưng mà cũng không còn là newbie nữa thôi. Ở đây thì bạn ấy còn thiếu một số nhân vật. Ở đây như là bạn ấy chưa có móng lửa này. Bạn ấy chưa có cả hơi trời xuyên tiền luôn. Tính ra thì cũng đến thời điểm hiện tại thì cũng khá là nhiều bạn vẫn chưa có hơi trời xuyên tiền nhỉ. Thật sự là thiếu DPS không sao nhưng mà thiếu cái game này nó như thế. Thiếu DPS thì không sao nhưng mà thiếu support là hơi bị có vấn đề đấy. Ở đây thì bạn ấy còn thiếu khá là nhiều, thiếu cả Vân Mạc Đan Tâm luôn. Nhưng mà thôi, nếu như không có Vân Mạc Đan Tâm thì bạn ấy có thể cầm hỗ trợ trước. Bây giờ không còn là nhân vật duy nhất support được đa nguyên tố nữa. Và bạn ấy cũng chưa có BKE này, hơi trợ Human này, Dientura, Aponia, Nick. À thế thì bạn ấy có Vinfight rồi. Thiếu hỗ trợ xem tiền thì thôi. Kể cả bạn ấy có resale full gear hay là có cả PE full gear đi chăng nữa thì sẽ rất là thọt luôn. Thật sự rất là thọt luôn đấy mọi người. Bất kỳ Valkyra DP vật lý nào cũng cần có hơn cho trên tiền support. Ok, đây là đầu tiên thì chúng ta có AI. Trở lên vào 65, bạn ấy chưa có viết thánh nên bạn ấy đang lắp tạm ở top kẹo mid main và bot new, hoặc là top mid gen bot new Lý Tố Thường. Đấy, các bạn newbie thì các bạn có thể xem mình xong nick và xem là người ta xếp vết thắng như thế nào để các bạn có thể xếp theo. Đó, chỉ cần xem những cái video mình xong nick thôi thì mình nghĩ là chỉ cần xem khoảng tầm được một vài video thôi là các bạn đã quá là hiểu, quá là kiểu biết cách sắp xếp team hoặc là sắp xếp vết thắng rồi. Đấy, như ở đây thì bạn ấy chưa có xếp thần cho Úc Kiếm nên là bạn ấy đang lắp laptop mid Zenta và bot Athena hoặc là top kẹo mid may bot new. Nhưng mà Lý Tố Thường mà nhất định phải có kinh chiến nhé, trở level 15 không có xếp thần cho ước kiếm thì support nó cũng hơi yếu hơn. Thì là Vinfight bạn này có cái trở level 15 với lại full set color đi rồi, khá là thơm khi bạn này có Vinfight full gear gánh. Thật sự là Vinfight gánh team lượng tử từ phiên bản bao nhiêu, Vinfight được ra mắt từ phiên bản mấy mọi người, như mình nhớ không nhầm là phiên bản 5.8 hay là phiên bản 5.9 gì đấy. Nói chung là từ khi ra mắt đến bây giờ thì em ấy được sử dụng rất là nhiều. Nó không giống như kiểu là Nick thì được ra mắt khoảng tầm độ một version hay sao, được hấn cái version đấy xong đó từ đấy về sau là tịt luôn, bot lượng tử xuất hiện rất là ít.
Sau đó thì VinFast ra mắt thì boss lượng tử xuất hiện với tần suất nhiều kinh khủng, boss code ma đâu cũng thấy luôn. Cho nên là bạn này run được ra VinFast thì chắc chắn là bạn ấy cầm VinFast đi rất là nhiều luôn, rất là thơm luôn đấy mọi người. Và bây giờ mình chỉ ước một điều thôi là phiên bản 6.5 thì Sele có giáp mới và chúng ta có thêm một Valkyra DPS hệ lượng tử nữa. Nhưng mà khả năng ra mắt như thế là khá là thấp. Khá là thấp đấy mọi người. Nhưng mà mình thật sự rất là muốn là có thêm một Valkyra DPS hệ lượng tử nữa. Bởi vì ba con hơi chờ đều là hệ số ảo. Trời ơi. Yamete. Kimochi. Thật sự không hiểu luôn, thật sự. Nhưng mà thôi. Tất nhiên là không than phiền về cái vấn đề này. Than làm cái gì? Than rồi cuối cùng nó cũng đổi sang từ hệ số ảo sang hệ lượng tử đâu. Khổ quá. Đây, gần đây chơi thì bạn ấy cũng có cái lên SS và bạn ấy có vẻ là giáo án khá là hợp lý này. Nhân vật nào cũng cũng ron được ra cây chấn. Xong rồi vết xét vết thánh thì lại lắp đầu F2P. Ít ra thì cũng bạn ấy cũng phải có một ít đồ chứ. À đây, Aiden. Aiden thì bạn ấy có full set handler rồi. Nhưng mà cái set handler này thì nó cũng là set G4. Cho nên là mình cũng không biết là bạn ấy ron hay là bạn ấy cày. Nhưng ở đây nhanh đến tưởng không có đồ Aichan, không có đồ GDC cũng không có luôn. Apunia, Apunia thì bạn ấy chưa có mở khóa. Baby Apotheosis có đồ không? Cũng có cây trở level số 15 và có mỗi cái port 3 test thôi. Không có đồ nên là bạn ấy đang laptop mid-gen hoặc là tóc kẹo mid-maybot new. Đúng là sẽ support quốc dân luôn. Valkyria nào cũng thấy cầm. Carapapur. Con Reaper chắc cũng cùng chung số phận, ok. Ravian. Ravian thì cũng không có Oslock. Tính ra thanh niên này cũng chơi khá là... Úi dồi ôi! Mùi biết SS, tấn công 1435, trở lại vào 65 với lại full set Hender. Mặc dù là bạn này không có... Úi! Sai nha, cái này sai nha. Bạn ấy không có vết thánh, nhưng bạn ấy đã cày lên ở bước rank SS rồi. Ê, sao bạn... Thật sự luôn ý, Ron full gear đi bạn, Ron full gear mạnh hơn mà. Mặc dù là lên SS thì chắc chắn là mạnh thật đấy, nhưng mà lên SS thì mình nghĩ là lên SS chắc chắn là bạn ấy đã tốn quá là nhiều pha lê vào đây rồi. Thật sự Ron được lên SS ấy, nó phải tốn phải đến vài chục nghìn pha lê luôn đấy. Tốn cơm kinh khủng. Thế mình nghĩ là bạn ấy để dành ra một chút pha lê thôi. Thật sự Ron vết thánh nó không tốn nhiều pha lê bằng lên được S3 hoặc là SS đâu ấy. Con full gear đi bạn. Trời ơi. Dân chơi ngại gì vết bẩn. Elysia vật lý bạn này cũng chưa mở khóa đây. Elysia băng bạn này cũng không có luôn. Tính ra thanh niên này. Simobius ghê rồi đấy. Đầu tư cực kỳ là khủng khiếp luôn. Còn những nhân vật còn lại thì kiểu. Đúng kiểu thằng hai hộp giữa thằng công hộp nào ấy. Đây Duranda. PE trở lên vào 15 với lại top mid BNK sân khấu. Thiếu boss. Thiếu boss thôi. 3/4. DPS hệ số ảo. Đây chúng ta có cả bình ngã song sinh, nhưng mà bình ngã song sinh của bạn này thì không có đồ, bạn này mới chỉ run về thôi. Chị Malin SS được không? Blueberry thì cũng ở mức rank SS. Kailen cũng thế này. Ok, tính ra cũng khá là nhiều nhân vật, à, có khá là nhiều ông kiểu đầu tư cho Mobius ấy. Mobius thì cũng khá là mạnh, nhưng mà để mà lên được mức rank SS mà lại không có vết thánh thì nó cũng hơi bị lệch, hơi bị ố dè. Fulton Rosemary thì bạn này có cày lên mức rank SS3 rồi, trở lên vào 15 và lắp Hender hoặc là lắp đai, bạn ấy lắp full set Iron cầm support. Không phải support cho VinFast đâu nha. Đây là Spina Atura thì bạn ấy không có chấn nên là bạn ấy quyết định là skip luôn. Mắc bằng nhẹ luôn. Phu Hua thì sao? Phu Hua nhìn trầm cảm ấy. Vân Mạc Đan Tâm 10 mảnh hơi trở trên tiền 1 mảnh. Bạn ấy không nuôi gà luôn. Nhà không nuôi gà. Tết lấy cái gì mà thịt. Ủa? Không nuôi gà. Ok, tiếp theo là giáo chủ Terry Saki Fire là cái nhỉ? Đây, đây là ôi, nói chung là bạn ấy có nuôi đâu. Bạn ấy không hề nuôi Véo chúa. Véo chúa cũng thế. Què chúa hay sao? Què chúa hơi chờ Priston trở lên vào 65 và phụ trách Willow. Ok, bạn ấy có cày lên mức rank SS rồi, tấn công 1400 DPS bằng Hasubuni. Hasubuni có cái lấy mức rank SS. Có được không? Lại lăng rồi. Trời ơi, Sonic phải nó lăng 2 lần. Có bị làm sao ấy mọi người. Dạo này mạng mẽo chán đời thật. Ok. Đây là Hasubuni. Hasubuni của bạn này thì có 3/4 rồi, thiếu cái mid. Đây được cái là Ron này ra hơi chợp chớp luôn. Trở lên vào 50 với lại top bot thiếu mid nên là bạn ấy đang lắp mid Oslock. Ok, 3/4 thiếu mỗi cái mid nữa là bạn này cũng full gear.
S0, vậy là bạn ấy run ra nhân vật, sau đó thì bạn ấy quay ra bạn ấy run đồ. Ok, hơi tuyệt chưa, support lửa điện. Bạn ấy có cả thứ sinh ngân dược luôn này, S1 này, trấn level 65 và có cái mít. Có mít thôi hả? Không có full gear ấy. Thật sự là Bronzia thứ sinh ngân dược rất là kén đồ mọi người ạ. Lắp Ana không được, lắp Willow cũng được. Lắp Robert Perry thì lại hơi yếu. Thật sự siêu kén đồ luôn, và newbie mình nghĩ là không nên nuôi Bronzia làm cái gì cả, trừ khi là lạch raid. Nếu như lạch được ra full gear thì thôi, nỡ full gear rồi thì ro nhân vật về quẩy rồi chứ biết làm nào. Đây là hơi chiều Thunder thì ở mức rank S2 và người chân chuồng, không có cái vẹo gì luôn. Kiana thì sao? Kiana à, bấm lửa thì bạn ấy chưa có, vì là nick của bạn ấy thì có mỗi Bronzia hơi chiều Risen thôi, tính ra là cũng không có quá là nhiều ấy bạn này để Ron mua biết ADS luôn. Nghe thật lươn chúa, trận chiến cũng không có, level 88 rồi. Ok, không có ký thì bạn này có 5 này, 6 7 8 9 10 10 cây dát vàng, 10 cây. Không có nào. Không có ký thì bạn này có một set Willow, hai set Colody này, ba Hender. 3 phần 4, 3 phần 4 này, toàn set 3 phần 4 thôi. Pháp Mid Jean, ok cũng không có quá là nhiều, 3 phần 4. Bây giờ thì chúng ta cũng chưa có cốt truyện mới cho nên là mình cũng không biết là khả năng mà Sele có giáp mới ở phiên bản 6.5 là khá là thấp. Khả năng khá là thấp với mọi người. Nhưng mà năm chị em siêu nhân, bây giờ đứa nào cũng có giáp mới, có mỗi Sele là không có. Trời ơi, khổ thân con bé. Arena Artemis 31.000 này, Tù Chín Dương 46.000 và Ngụy Thần Ô Tô 37.800, xếp hạng 11,83%. Bạn ấy có cầm tim gì đấy, tim lửa. Ok, tim lửa Hercules, Mobius. Ok. Vực thế đẳng vực đau khổ và được cộng 100 cúp, thế là lên được sen đỏ 1430 cúp. Đánh Ngụy Thần Ô Tô. Ủa, bạn ấy cầm Mobius SS hả? Vậy là bây giờ đang ở vực sen đỏ đúng không? Và bây giờ thì nó chưa có mở khóa và mình cũng không nhớ là tuần này thì là boss nào luôn. Chấp đứt phù hộ. Nếu như Hoyoverse có nghe được, có xem được clip này thì làm ơn hãy cho bé Sele một giáp mới đi. Ở đây ai cũng cần Sele cả. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nhé. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, bye bye.